Mọi người ha, chiều hôm nay 25 tháng 8 là mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5320. Đây là cái dòng i5 thế hệ thứ 11 nha mọi người, thế hệ 11. RAM 8 SSD 256, mẫu mỏng, nhẹ, đẹp và hả nó sạc tai C. Sạc tai C ha. Mẫu máy được sản xuất giữa năm 2021 á mọi người. Máy là cực kỳ chất lượng. Dòng thế hệ 11 cho những ai mà muốn mua cái máy sử dụng văn phòng mượt nhanh mà hả xài được lâu, không phải lên đời, không phải đổi máy nữa thì rất là ok luôn. Cái màu của nó là cái màu bạc. Bây giờ mình đi về cái ngoại hình sơ sơ một chút xíu. Thường thường thì cái dòng này về là nó hay bị trầy lắm mọi người. Tại vì cái dòng Dell, riêng Dell cái dòng này là nó cái vỏ bạc, nó nhìn nó rất là bắt mắt nhưng mà nó cũng dễ bị, có nghĩa là người ta sử dụng nó cũng có bị trầy. Như cái này trầy một chấm nè và các viền là trầy. Bình thường thì cái loại này á, ở Việt Nam mình người ta có chỗ, mình hay nói trên cái video của mình là người ta có chỗ dành sơn cho những cái dòng Dell Latitude mà bạc như thế này, nhưng mà nhà mình là về sau là mình để vậy nha mọi người. Đây này, nó có mòn tí, nó mòn thôi, nó mòn là nó mòn cái màu sơn màu bạc chứ không phải là mòn vỏ, không phải bị cứng gì đâu, rất là mịn luôn. Góc cạnh là không có cái nào mà cợm hết, chỉ là mòn tí sơn thôi. Thì nếu như mà mình có màu bạc hay sơn móng tay hay gì đó thì mình quét vô, còn không thì mình để vậy mình sử dụng cũng được. Tại mình nghĩ là như vậy nên nó cũng không có ảnh hưởng gì đó. Chứ còn nhìn từ trên xuống dưới thì cũng rất là ổn nha mọi người. Đó, các ngõ HDMI, USB. Bên này thì ngõ USB và ngõ sạc Type-C, ngõ Type-C luôn. Cục sạc rất là chất lượng, sạc Type-C chất lượng cực kỳ. Ở bên trong, rất là đẹp mọi người. Phím đẹp như mới, zin xịn, mềm êm, mà mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế là dán đúng khuôn của cái dòng này luôn. Rất là ok ha. Còn tem của Dell nè, mới keng luôn mọi người, rất là mới. Này thì chắc là số điện thoại của hãng. Gen 11 là cái tem này mọi người, PV Pro đó. Nguồn. Màn hình là rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người, sáng trưng luôn. Và cái máy rất là cứng cáp, chất lượng. Người ta cũng mới sử dụng đây nè, mình có thể là tắt bật webcam tùy theo cái độ bảo mật của mình. Mình giới thiệu mọi người về cái cấu hình, nó là i5 Gen 11 ha. Đó, Gen 11 nó 8 CPU mà 2.6 mọi người, chạy phà luôn, rất là nhanh. RAM 8GB, SSD là 256GB. Đây ha. Máy là hoạt động hoàn hảo, pin thì trên 3 giờ mọi người. Pin zin thế này thì nó cũng mới tân à, cho nên là máy còn rất là ok. Người ta mua là hồi tháng 4 năm 2021 ở tại Japan, và tính ra nếu như mà ở Nhật á, thì người ta còn bảo hành tới tháng 10 2024 luôn. Nhưng mình về Việt Nam rồi á, thì không lẽ đem qua Nhật bảo hành để cho mọi người biết rằng là mình check cái bảo hành để biết là nó còn cái bảo hành tại hãng. Nó cũng còn rất là ok. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này nha mọi người. Cái màu bạc rất là sang. Máy là không có lỗi lầm gì hết. Chẳng qua là nếu mà mọi người có để ý máy á, thì thật sự là chỉ là để ý những cái mà cạnh mà nãy mà mình nói đó, nó hơi mòn sơn tí thôi. Đó, ngoài da không ăn thua, cũng tương đối là như vậy, cũng tương đối đẹp rồi mọi người ha. Giá 8,8 triệu cho con i5 thế hệ thứ 11. Ai chốt thì inbox mình, mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Cái này mình bao test 1 tháng cũng được nữa mọi người, tại vì cái dòng này nó mới cứng à. Thật sự ra mọi người mà mở ruột ở bên trong ra là nó mới keng luôn. Mới keng cực kỳ luôn. Máy là zin nguyên bản, không có sửa chữa gì hết. Dù là máy nào thì nhà mình cũng đều có bao zin cho khách. Khách có thể là mở máy ra kiểm tra. Khi mà việc gửi hàng cho mọi người thì mình có dán một cái tem, có thể là ở ngay đây hoặc là ở chỗ nào đó, ngay chỗ con ốc thôi, để cho ví dụ như mọi người về muốn kiểm tra thì mọi người chỉ cần nhắn tin qua cho mình cái shop ơi, bây giờ tôi muốn kiểm tra cái máy này có zin hay không, là tôi tháo nha, thì để cho mình biết là thời gian mọi người tháo thôi, dạng vậy thôi. Cho nên là mọi người yên tâm, ai muốn tháo thì cứ nhắn tin cho mình là được, để tránh khỏi phải là cãi mất công, ví dụ vậy, tranh cãi đồ vậy ha mọi người. Chứ còn là zin nguyên bản hết. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình nha.